Rồi vô lại giùm em mấy cái chị. Em đang like tự nhiên nó tắt à. Hồi nãy bả hai bộ đồ lấy chưa ta? Phạm Hạnh á. Rồi. Cho bả bịt đánh tráng. Tự nhiên em đang like nó tắt, mấy chị vô lại giùm em nha. Cái máy này á là em mở lên nó đen thù lùi rồi mấy chị. Cái điện thoại này là nó đen thù lùi rồi mấy chị gái ơi, trời ơi gì mà nó đen ác ghê á. Rồi cái máy kia làm như nó bị trục chặt cái gì, hết pin hay sao mấy chị, em lên lại nha mấy chị, ai chốt gì cứ lên giùm em. Alo. Chị là ai? Dạ dạ rồi rồi rồi. Tại vì em đang like cái nó văng ra, em đang mở lên lại, một nước trắng, một bịch bánh tráng với con dao. Dạ. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ dạ rồi. Rồi. Thì em chỉ biết vậy thôi, chừng nào em xuống em mới cộng. Dạ dạ. Chính vỏ nè. 424 hoặc điện 120 bánh tráng với lại con dao. Nè, con dao cho bà. Với hạt điều. Với bánh tráng, với lại cái gì ta? À, cái gì đó ta, ba má lấy gì quên mất tiêu rồi. Chán. Bánh tráng, hạt điều, con dao với nước trắng. Rồi bỏ nước trắng lên đây. Lên lại giùm em nha mọi người. Có ai thấy em không? Thấy mà đẹp gái nè. Dạ, cái màn hình này nó bị tối thui rồi chị gái. Cái điện thoại này á là không có chỉnh gì được hết trơn, nó tối lắm. Rồi chị gái nào chốt thì lên lại giùm em nha. Chị gái nào chốt thì lên lại giùm em. Cho em xin một cái bình luận vô lại ha. Nước chấm là 40.000 lấy cho bà chưa? Nước chấm 40.000 ai chốt bình luận nước chấm này là ngon lắm mấy chị. Tết mà mấy chị bận bị quá mấy chị không có làm được nước chấm á. Mấy chị lấy cái này nó tiện ha. Mấy chị cứ chốt giùm em một nước chấm 40.000. Mấy chị cứ chốt giùm em nước chấm 40.000, nó tiện, rất là tiện. Nó ngon ơi là ngon luôn, có 40.000 nó tiện quá trời tiện luôn ha. Chị nào chốt thì bình luận vô lại giùm em mấy chị đẹp. Vô lại giùm em nha. 40.000 nước chấm. Tết ai cũng bận bịu không có làm nước mắm được, mấy chị lấy cái này ra dùng nó cũng giống giống như nước mắm mình đang làm nha. Mình làm nó sệt mà nó chua chua, nó hơi ngọt ngọt cay cay, vừa ăn dữ lắm, rất là ngon luôn. 40.000 chị nào mà làm biến làm nước chấm mấy chị cứ mua chốt sẵn giùm em vài chai để trong nhà. Rồi cái giải nè mấy chị, cái giải là 60.000. Cái giải 60.000 nha, giải này ngon lắm, giải hiệu con voi là nó ngon nhất nha mọi người. 60.000, nhãn cũng là hiệu con voi luôn. Có nhiều loại lắm nha mấy chị, nhưng mà mấy chị đi mua hàng, mấy chị nhớ nhìn nó có con voi hay không nha. Đó, 55.000, 60.000, chị nào chốt nhãn thì bình luận nhãn 55, giải. Em thấy rồi á chị, Phương Trung chị có bánh tráng rồi nha, tại vì hồi nãy like nó tự tắt. Like nó tự tắt á chị gái, em chốt chị bánh tráng. Bánh tráng còn mấy bịch để ok riết nó chết à. Rồi chị nào chốt thì bình luận. À, chị nào chốt nữa bình luận giùm em. Hộp thịt là 60.000. Này chắc là ngon dữ lắm ta. Này chút chưa ăn nè, chứ này em thấy người ta ăn ngon quá em lấy về thôi, chứ còn em chưa có ăn. Nó ngon dữ lắm, cái này mình ăn nó tiện nha, bánh mì gì đó. Thấy chị ăn 60.000 hộp thịt. Ai chốt yến thì bình luận. Chị ơi có dép lớn. Dép size 39. Dép lớn á, dép nữ là size 39 à. Dép là em đang bán có 2-3 mẫu dép thôi. Chị nào chốt mở hàng giùm em. Rồi chị nào chốt mà yến em bé ăn là màu xanh. Dép con trai là size 42. Màu xanh là 20.000. Em bé ăn là màu xanh. Yến này ngon lắm nha. Yến hoàng, yến gì đó. Màu đỏ là của người lớn, em còn có một ít màu đỏ thôi. Chị nào chốt bình luận 20.000 một hũ. Dép chị mang size 39 vừa không chị gái? Hạt điều. Hạt điều chốt giùm em 120. Hạt điều 120, không có nhiều đâu mấy chị, lấy cái ít là không có nhiều. Chốt hạt điều bình luận. Cơm cháy.
Cái này là vị gì ta? Vị phô mai trứng muối, có trứng muối ăn ngon lắm mấy chị. Bánh tráng đem vô đây bán luôn. Bánh tráng trứng muối á, bánh tráng trứng muối ngon lắm mấy chị. Em còn có mấy bịch à, còn mấy bịch bán hết luôn. Rồi chị nào chốt bình luận giùm em. 120. Vị trứng muối phô mai khô gà, thốt nốt là 60.000. Ai chốt kem răng kem nách gì thì bình luận. Dầu bồ đề là 20.000, dầu bồ đề 20.000, chị nào chưa có dầu thì chốt dầu về để dành xài, nó nóng lắm. Dầu bồ đề là bao luôn mấy chị, nó nóng giả man luôn, nó nóng mà nó ấm lâu. Chị nào chốt thâm nách là 90.000, vô like lại giùm em nha mấy chị. Khăn là 42.000, khăn tắm dép là chị còn mấy bịch để bán luôn. Cái này nó ngon thiệt là ngon luôn mà nó mắc giả man luôn, 50.000, 50.000 một bịch bánh tráng. Nó có khô gà, nó có khô gà, nó có phô mai, nó có trứng muối, 50.000, 50.000. Cái này em để dành em ăn hả? Ở ngoài 4 bịch hả? Tổng cộng còn 4 bịch, 50.000 một bịch, mắc thiệt, mắc quá trời mắc. Nhưng mà ngon thiệt là ngon. Trứng muối phô mai nha, phô mai, khô gà, trứng muối 50.000. Đó giờ em chưa từng thấy cái bịch bánh tráng 50.000 vậy với mấy chị. Nó mắc giả man luôn, em ăn thử em thấy thật rất là ngon. Ngon quá trời ngon luôn, có 50.000 bịch thôi. Chị nào chốt thì bình luận. Bánh tráng em còn được 4 bịch nha. Ngon thiệt. Ngon lắm mấy chị, có chốt thì bình luận cho em. Rồi kẹo me 25.000. Em còn 2 bịch. Còn ngoài không kẹo me? Kẹo me em còn được 4 bịch, chị nào chốt bình luận. 4 bịch kẹo me. Kẹo me này chua chua ngọt ngọt nha. Kẹo me này ăn giống như cái vị mà kẹo xài á, kẹo xoài chua muối ớt á, nó giống giống vậy á, ở trong nó có hơi hơi chua chua mặn mặn. Kẹo me 25. Kẹo me 25 nha. Chị nào chốt thì bình luận. Dép xe 39 chị vừa không em lên. Dép là 35 39, 35 tới 39. Rồi cái gấp này là của chị gái Ngô Ngọc Trang. Cho em địa chỉ rồi. Nhưng mà không có muốn nhận cho nên là em bỏ ra em bán. Cái gái nào chốt thì bình luận. Cái gấp này màu nâu. Ở trên đầu em đang gấp này 80.000. Màu nâu với màu đen hình như là em còn cái hai cái. Chị nào chốt thì bình luận. Cho em địa chỉ rồi mà em thấy ngại ngại à, nên là em xả ra. Kẹo me ok. Kẹo me 25. Em còn 3 bịch nữa là hết luôn. Rồi màu nâu. Màu nâu này 90.000. Tóc nâu này 65. Lấy kẹo me cho Phương Trung kìa. Gái nào chốt thì bình luận. Cái gấp nhỏ là 80.000. Cái gấp to này 90.000. Cái gấp này là cái búi này là 65. Búi màu nâu. Búi màu nâu nha. Em còn 1-2 búi nữa hết. Chốt thì bình luận. Thôi giống gì ta. Này giống gì không biết luôn á, giống phùng hay giống điên ta. Chốt giùm em 65.000 búi tóc. Ai mà có tóc ít á mấy chị búi lên cái mấy chị kẹp. Rồi 90.000. Cái lớn là 90, cái nhỏ 80 nè. Cái nhỏ này ai chốt thì bình luận giùm em. 80.000 nhưng mà hai cái 150 luôn đi. Em còn có mấy cái à? Hai cái hai màu giùm em. Cái lớn là 90.000, cái nhỏ 80.000. Kẹo me em còn 3 bịch, chị nào chốt thì bình luận. Kẹo me ngon lắm, em ăn rồi em thấy ngon. Rồi chốt bình luận. Hai cái là 150, hai cái 150. Cái nhỏ hai cái 150, cái lớn là 90.000 cái. Ai chốt thì bình luận, quá đẹp. Chốt đi mấy chị gái. Cái nhỏ hai cái hai màu 150. Để dành mấy chị thay đổi nha. 150 hai cái nhỏ. Rồi có cái nhỏ này nữa là 50 hai cái. 50.000 hai cái gấp bông cúc. Hai kẹp tóc cho em cái giá. Cho em giá đi tại vì em lên 2-3 giá rồi. Nha, hai cái 150 là cái nhỏ. 80.000 nhưng mà ai chốt hai cái em còn có mấy cái à. Cái lớn là 90.000, bình luận giùm em nha chị gái. Kiều Lương. Rồi hai cái gấp này là bông cúc 50.000 hai cái, một cái là 30.000, hai cái 50.000. Gấp này nó chắc giả man. Có 50.000 hai gấp. Cài giùm em là 75.000. Gấp tóc chị cho em cái giá tiền với cái màu ha. Gấp nhỏ nè. Gấp nhỏ hai cái 150. Màu nâu. Màu nâu mà có hồng nữa, nâu hồng. Rồi màu xanh dịch. Cái này là gấp nha, gấp tóc nha.
lên là nó chắc, chắc như đinh đóng cột. Rồi chị nào chốt bình luận hai cái, em đang cầm 150, 150. Chị nào chốt một cái kèm đơn giá là 80 ngàn, cái lớn là 90 ngàn. Đây em có màu đen nữa nè, hai cái 150 chốt giùm em không có nhiều mấy chị, màu nào cũng đẹp. Nói chung là em lựa mấy màu tối cho mấy chị dễ xài nha, em lựa từng cái một á, em lựa màu tối thôi. À, hai cái 150, hai cái 150 em cho chị lấy màu, chị lấy màu gì? Hai cái này được không, màu xanh với màu nâu. Cái gấp này là mấy chị thay đổi hai cái, hai cái nè, mua vài cái về thay đổi. Ok chị Kiều Lương nha, cái cài giùm em 75 ngàn, cái cài tóc 75. Chị nào chốt cái búi giùm em 65. Ok, cái búi tóc nè, búi tóc màu nâu, búi tóc màu nâu, ai chốt thì bình luận màu nâu này, màu nâu sáng hơn. Rồi màu nâu hạt dẻ đó, màu nâu đậm, màu nâu lợt. Hai cái là một cái là 65 ngàn một cái, chị nào chốt thì bình luận 65 nha. Chốt giùm em còn có mấy cái mấy chị chốt giùm em mấy chị, để ít bữa nữa em đi lấy thêm. Rồi mấy cái này là ai gấp lên cũng được hết á, cái búi này ai tóc ít á mấy chị búi lên giùm em xong rồi mấy chị gấp rất là dễ thương. 65 cài trên đầu em. Alo chị tên gì, hồi nãy em gọi chị chưa ta? Cái lúc mà em gọi là ok, cái nó đi rồi. Cái đó là tùy chị, ví dụ như em đang cầm cái đơn hàng mà chị ok cái là em cho nó lên xe, chứ giờ thì chị chốt là sao nha. Tại vì tự nhiên em không có đi đơn, em đâu có gọi mấy chị làm chi, có đi đơn em mới gọi nha. Dạ chị có chốt gì thêm thì đơn sau nha. Thì bữa nay gửi nha, tại đơn thì chị muốn chốt gì thêm chị chốt, chừng nào thấy cảm thấy mà ấy thì gửi, chứ bây giờ đơn gọi rồi là đi rồi nha chị. Dạ dạ dạ. Rồi ai chốt thì bình luận. Trời ơi mấy chị, ví dụ như em cầm cái cục đơn của mấy chị ok cái em gói là nó đi, em gói là chút xíu là lên đơn là đi nha mọi người. Có nhiều chị không có hiểu á, chiều á 2 giờ 3 giờ em gọi xong cái gói rồi đi rồi, cái tối mấy chị vô mua mấy chị kêu gộp lại, gộp sao ta, sao gộp cho nó đi rồi sao gộp. Rồi chị gái nào chốt giùm em cái cài này là 75 ngàn, không có gộp được nha mọi người, đơn mà lên đơn rồi là đi đơn. Rồi ai chốt nè, đẹp quá trời đẹp, màu nào cũng đẹp, hai cái 150, hai cái 150. Chị nào chốt bình luận nha, màu nào cũng đẹp, màu nào cũng sang. Hai cái 150 là cái nhỏ, cái lớn 90 ngàn. Ai mua dép thì bình luận dép. Đẹp quá à. Cái nhỏ có màu tím nữa nè, ai chốt hai cái nhỏ là 150 nha, 80 ngàn cái, chốt hai cái giùm em là 150. Ai kia còn búi đen nữa nè mấy chị, ai mà ít tóc với mấy chị chốt thì về cái mấy chị kẹp lên cho nó nhiều tóc. Búi đen, cái cài cái gấp bông cúc này là 50 ngàn hai cái, chị nào chốt bình luận 50 ngàn hai cái. Chị nào chốt quần áo gì bình luận cho em lên. Rồi cái cột tóc này giùm em 10 ngàn. À thịt hộp hả chị, thịt hộp đó, cái hàng đó ngon lắm, để em lên cho 10 ngàn. 60 ngàn này chị Phụng Ly, Phụng Ly có chốt thì bình luận 60 ngàn. Ai chốt thịt hộp bình luận. Cái này cái hiệu gì em không biết nữa mà em thấy nó ngon lắm, em bán cho mấy chị nha, cũng không có nhiều, lén cái chút về bán kèm cho nó vui. 60 ngàn thịt hộp, rồi giải hộp 60 ngàn.
nhãn 55. Lấy 7 hộp. Lấy 7 hộp thịt chị Phát. Rồi ok chị. Rồi chị gái nào chốt bình luận giùm em. Sáng sáng mấy chị gấp quá, mấy chị ăn sáng bằng thịt hộp cũng ngon. Rồi chị nào chốt thì bình luận. Bình luận giùm cho em là nhãn nha. 65. 65 65. Ở ngoài tờ không? Rồi chị gái nào chốt thì bình luận chút xíu, tôi xuống like là tôi báo nó là nó trở liền. Thuốc nốt giùm em 60.000, em còn có ở ngoài còn không? Thuốc nốt còn có hộp nha, 60.000. Cái này nhà em ăn riết mấy chị. Lấy về nhà ăn ngày nào cũng ăn hộp ăn riết. Không ngon sao ăn hoài đúng không mấy chị? Ngon mới ăn hoài được nha. 60.000 còn hộp duy nhất. Chị nào chốt thì bình luận. Tiết Lê một kem 4k chị Nám, một chống nắng 5 quần lót 45kg, một bịch bánh tráng, một chai sữa rửa mặt 35.000, một khăn tắm màu xanh 42.000. Ok chị Tuyết Lê. Coi cái này mà lấy 5 quần lót hả? Chị lấy luôn 10 quần đi, đó có 130. Nè. Ok chị gái nha. Tiết Lê. Hello. Giờ là chị gái tên gì? Dạ. Chắc bữa nay em phải lấy về quá, tại vì chà là em tính về cái hộp lớn. Vậy ngày mai đi ha chị. Dạ dạ. Chút nữa phải đặt hàng. Nguyễn Ánh ok, hộp thịt. Hộp thịt là 60.000 nha mọi người. Rồi chị gái nào chốt cái gì nữa bình luận. Bánh tráng thì là 30.000. Bánh tráng 30.000, bánh tráng 30.000. Chị gái anh Minh Bo ít có nghe điện thoại lắm chị gái ơi. Phương Trung hồi nãy có bánh tráng rồi nha. Phương Trung nãy có rồi á chị, có chút phim không? Chị anh Minh Bo, em gọi chị khó quá à. 5 quần nha, lấy chục luôn ơi chị gái. Quần này mà chốt 5 cái còn 5 cái khó bán lắm. Chị Tiết Lê. Ok, lấy 3 hộp nữa. Ok chị gái. Rồi chị nào chốt Tiết Lê 5 cái quần là giá có 130, quần này 40 tới 50kg nha. Một chục á. Một chục á là 130. Em có quần, bây giờ em có nhiều, em có nhiều size á, từ 80kg đổ lại nha mấy chị. Nó có nhiều mẫu, nhiều size. Phụng Lê ok nè. Phụng Ly chứ. Phụng Ly lấy thêm chút xíu nữa điện cho nó giao liền. Nè. Thịt của Phụng Ly. Rồi chị gái nào chốt cứ bình luận. Ok chị nha. Ok chị gái nào chốt cái gì bình luận giùm em ra phiếu nè. Chị gái nào chốt bình luận. Chị gái nào chốt bình luận giùm em nha. Chị nào chốt gì nữa bình luận hay là mấy chị muốn lấy. Ủa bánh tráng này cho ai? Mấy chị muốn quần áo gì? Em có số rồi nha chị Phụng Ly. Chị khách cũ mà. Chị gái nào chốt cái gì cứ bình luận. Còn muốn chốt quần áo lấy 10 thì lấy đi. Dạ dạ. Tại vì nó em tách ra là nó cực lắm mấy chị. Tách ra ít có ai lấy 5 cái 5 cái lắm. Chị Tiết Lê ok. Có 130 à. Quần lót rồi bây giờ là em về có đủ size đủ mẫu nha mấy chị. Tại bữa trước em về có ít mẫu. Bây giờ là nó có size 40kg trở lên tới 80kg. Nó có mẫu này mẫu nọ. Áo ngực thì bao la. Chị nào chốt quần áo gì thì bình luận giùm em lên luôn. Nha mọi người, ai chốt cái gì bình luận. Cái gì vậy? Từ từ. Rồi ai chốt quần áo gì bình luận giùm em lên luôn nha.
Alo, bây giờ em đóng hàng cho chị được không? Hả? Em. Vậy hả? Mặt mà bữa nay là giao cho chị được không? Giờ tới 3-4 giờ á thì chị nhắn tin cho em gọt lại hết, em gửi luôn luôn bữa nay. Rồi, chị nào chốt thì bình luận cho em lên tiếp nha, ai chốt quần áo lót gì thì bình luận, đẹp tóc gấp tóc gì thì bình luận cho em quần áo nha. Bây giờ em lên quần áo đi, ai chốt quần áo lót gì thì bình luận. À, em còn thun nè mấy chị, cái hộp thun một dĩ thun là 10.000 mà một hộp là 35.000, một hộp là 35.000, được 50 sợi trong này nha. Rồi cái móc xay cho trong nhà bếp 80 kg nha chị gái, quần lót 80 kg. Rồi chị nào chốt bình luận giùm em. À, chị lên đồ bộ, dạ lên đồ bộ đúng không? Cái móc xay này để chị nào mà để trong nhà bếp á, em thấy để trong nhà bếp cũng được, để trong phòng hay để trong nhà gì cũng được. Mấy chị gắn một chỗ một cái giùm em, 15.000 cái, nó tiện lắm mấy chị. Dắt được mấy thứ nhẹ nhẹ nha. À, ở trong bếp thì mình dắt giá, dắt muỗng, còn ở trong trong phòng thì mình dắt nón, dắt khẩu trang, dắt này dắt nọ. Áo lót em không có bán áo lót nha, số ký là quần lót là 80 kg, còn áo lót là tùy theo cái size của mấy chị gái nha, chứ em không có bán số ký. Áo lót là em không có bán số ký nha mọi người. Mấy chị mua áo lót mà mấy chị nói số ký người ta cười mấy chị chết luôn á nha. Cái ngực của mấy chị nó khác size. Quần thì có 80 kg đổ lại. Áo là một người thì trái cam, một người thì trái bưởi. Cách tân em chưa có hàng nha, cách tân em không có hàng. Rồi chị gái nào chốt áo lẻ bình luận giùm em. Áo lót đó là em có gọng không gọng mà mút mỏng dành cho ai ngực to. Còn quần thì 80 kg đổ lại. Áo là có người trái quýt, có người trái cam, có người trái bưởi. Nên là mấy chị mặc size nào mấy chị nhớ giùm em cái size đó. Áo đang mặc là 70 kg nha, 380 giờ em sale 250 luôn đi. Em xả hàng, nói chung là hàng sale là 380 nhưng mà xả luôn 250 chốt cho em. Sale đi. Sale hay sale gì ta? Dạ, cái này em ra đơn cho chị Anh Minh Bo nha, một hộp là 60.000. Tại vì biết mấy chị biết sao không, khách cũ nhưng mà ít nghe máy á, là nhiều khi shipper nó tới á, rồi là nó không gọi được mấy chị, làm sao nó giao. Có nhiều thằng shipper quen á, nhiều shipper lạ. Nhiều chị khách quen nhưng mà không nghe máy là shipper nó gọi mấy chị không được, nó hoàn hàng về mất công. Sale cái gì chị? Áo 380 nha. Áo này 380. Cho nên là mấy chị phải có nghe máy em mới dám gửi hàng. 60 kg đổ lại. Có 60 kg. Đợt trước em chốt cho chị là nó hơi bị rộng á chị Phụng Ly, có quần 60 kg nha. 301 để em lấy cho. Áo này 380, chị nào 60 kg đổ lại chốt. Bây giờ em biết rồi, em về nó nhiều size. Bây giờ em có quần chuẩn 60 kg, rồi 65 kg, rồi 70 kg nữa. Đây chốt cái mẫu này giùm em. Bữa trước em giao là 60 cho tới 75 kg, cho nên là chị hơi rộng đúng không? 60 kg chốt mẫu này giùm em. Chuẩn thái luôn nha, hàng này bao xịn sò 301. Đồ bộ đâu có xả chị gái, cái nào mà nó còn ít á, một mẫu mà còn bộ hay bộ mới xả, còn hàng nguyên á là em muốn xả nha. Từ từ. Rồi chị gái nào chốt, cái nào mà xả là còn ít, mẫu ít á thì em dồn là em xả. Quần này 60 kg nè chị, bao luôn nha. Lần trước là em chốt cái hàng đó nó hơi to, có 40 kg, rồi 50 kg, 60 kg, 70 kg, 80 kg, nó có loại quần hết luôn nha mấy chị. 301, 60 kg chị chốt bình luận giùm em ha. Cái này mã trơn này nè, chốt bình luận giùm em. Em lấy giống hồi bữa hả? Giống hồi bữa là 60 kg hơi to nha.
Rồi em lấy cho. Cái mã này nơ, chất liệu giống nhau nha chị Phụng Ly. Mã nơ, còn nãy mã trơn. Mã trơn là 60kg đổ lại. Mã nơ này 65 nha. Mã nơ 65. Mã cô tôn thái. Mã cô tôn thái giống bữa trước đúng không? 301. 75 đổ lại chốt. Cô tôn thái này nó có hai đường ren hai bên nè, chị có chốt bình luận giùm em. Cô tôn thái. Nó chất cô tông thái hết, nhưng mà tại vì em kêu vậy để cho mấy chị dễ phân biệt giùm em. 75 đổ lại chốt, chị lấy mấy chục bình luận giùm em. Cô tông thái này 75 đổ lại chốt nha. 60 trở lên chốt giùm em mấy chục thì cứ bình luận. 301 một chục. Quần nhật, quần nhật cho em là 150 một bịch. 48 tới 55 57 60kg đổ lại. Một chục là 300 ngàn. Mà một túi có 5 cái là 150. Ok, lấy 20. Ok, cái quần này là 300 ngàn chục. Một túi em, một túi là 5 cái, một túi 5 cái. Quần nhật, ren nhật này là mặt sướng nha. Ren nhật, bao sang, bao xịn sò luôn, 300 ngàn chục. Chốt thì bình luận. Ok, chị Phụng Ly lấy 20 nè. Em có quần su, 60kg nữa. Quần su là 60kg nha. Ok chị 20. Ba trăm mốt có quần 80kg nữa nha. Có quần 80kg nữa chị đào chốt thì bình luận giùm em. 80kg là giá cũng 301 luôn. Có quần 80kg ai chốt bình luận. Có nhiều dạng quần lắm nha mấy chị. Quần nơ 301 luôn. Rồi ok, chị lấy mã giống bữa trước. Em biết rồi, bữa trước chị chốt mấy chục rồi. Mã nơ là 65kg chốt bình luận ha. Ok chị Phụng Ly 20 nè. Mặt bao luôn, bao hàng xịn. Rồi chốt mã này 160. 65 vừa, 65 đổ lại. Chị nào chốt mã này 160 một chục. Chốt giùm em 160 một chục. Hàng này mặt mát cực kỳ. 160 nha, chị nào 65 đổ lại chốt. Giá là 160 nè. Chị nào chốt bình luận một chục 160. Ai 65 đổ lại. Hàng nào cũng chuẩn hết, nói chung là em bán cái gì em là em bán thật nha, người thật việc thật. Bán rồi bán nữa chứ không có phải bán rồi rồi nghỉ bán. Bán rồi một lần rồi thêm vài lần nữa, nhiều lần nữa, bán hoài luôn. Là chị nào chốt cứ yên tâm giùm em. Chốt quần ren nhật hay là xu gì thì bình luận luôn giùm em. Xu thịt hộp ăn ngon. Dạ, thịt hộp là bao ngon. Em mua tặng hả? Dạ dạ. Em biết mà, tại chị tuốt ở bên nước ngoài mà chị mua gửi về đây là chắc là chị mua cho ai. Rồi quần su này là su tâm 60kg. Từ 50kg. Từ 50kg chốt giùm em nha. Tới 60kg chốt su tâm 160. 160, 160. Quá đẹp luôn. Su tâm. Rồi ai chốt áo ngực? Chị tặng tao quần lót, chị tặng luôn áo ngực đi chị gái. Quần đẹp đỉnh luôn nè. Quần này đẹp quá trời đẹp luôn. Mỗi cái là em nói số ký hết nha. Nghe chị Tiết Lê. Tại vì mã quần nào em cũng có nói số ký hết. Giả sử như cái quần này em nói 70kg thì mấy chị nhỏ hơn là mấy chị phải lấy mã khác. Chất liệu thì giống nhau, toàn là hàng Thái hết. Hàng Thái hết nha, hàng Thái chuẩn. Chốt thì bình luận. Rồi ai chốt khăn không? Chị có tặng người ta khăn không chị gái? Khăn là 42 ngàn cái nè. Khăn 42 nha. Khăn 42 chốt. Khăn là em có mấy mã. Khăn tắm là 42. Khăn mặt là 15.
Chị nào chốt thì bình luận. Chị nào chốt thì bình luận nha, để em nhắn tin kêu người ta chở hàng cho mấy chị gái nè. Rồi ai chốt gì bình luận. Giờ muốn lên đồ bộ đúng không? Nãy chị nào yêu cầu lên đồ bộ em lên cho. Cái gì nữa nè, để em nhắn tin em kêu người ta chở hàng tới chứ gì. Rồi chị gái nào chốt khăn là 42.000 khăn tắm. 42.000 khăn tắm. Đồ bộ bóc cái gì lên đó nha. Chị nào nghe số ký em nói rồi mấy chị chốt. Khăn mặt là 15. 75kg màu nâu, mã này 201, màu nâu 75kg vừa nha. Em còn mấy bộ đồ xả 120, chị gái nào chốt không em lên. 250 em xả có 120 là chốt em lên nha. Về quần về chị mua 10 quần 70kg. Ok chị nè, chị An anh Đăng hay anh Đan gì ta, 10 quần 70kg giá 301 bình luận. Mã nâu 220 cái gì chốt đi, chốt về chơi hả chị gái. Quần bình luận giá giùm em nha, bình luận giá giùm em. 220 mẫu này em không biết giá, em nói đại 220 chốt 220 mọi người. Nâu số 4 này là 75 vừa nha. Chị nào chốt mã này em lên cho đủ màu. Mã này em lên cho đủ màu nha. Chốt thì bình luận đưa quần 180 hả? Quần 180 70kg lấy xe 38 giùm mẹ mặc thử. Đây đây quần 180 quần này nè chị. Em có xe 70kg đổ lại tới 75 nhưng mà giờ 75 đổ lại em hết hàng shop mình. Hả? Cái này là 180 nha, để em mặc vô cho mấy chị coi ai chốt được chốt. Em còn xe 70kg đổ lại. Chị nào mà 70kg đổ lại chốt, hiện bây giờ 75kg em hết hàng. Em hả? Em bán hàng ở nhà không có shop nha chị gái. Bán hàng online không có shop nha chị. Cái dáng quần này rất là chuẩn luôn, 180. Chị gái nào chốt thì bình luận. Mẫu quần này 180, chị cho em số ký từ 70kg đổ lại, 180. 180 nha, quần đẹp đỉnh luôn. Quần này 170. Ống suông này là 170 từ 70kg. 47, 48 trở lên 70kg, 75kg đủ lại có hàng. Quần này ống suông. Quần em đang mặc trên người là 180. Chốt về bình luận nha. Chị gái nào chốt cái mã quần này thì bình luận giá 180. Ống suông này là 170, có dây kéo giọt nước. 170 có dây kéo giọt nước. Chốt bình luận giùm em. Ai chốt quần chốt cái gì bình luận ha. Áo lẻ đồ bộ cái gì cũng có. Áo lẻ đồ bộ. Lên đồ bộ 120. 120 là em còn mấy bộ á, là 250 em đang xả 120 ha. Còn nào chị chốt đó giùm em.
Quần ai chốt bình luận quần 180 nè mấy chị, 70 kg đâu lại em có hàng. Lô. Nè. Phút nước là bữa hẩm là cái hổ này ướt. Ờ, tại chị đang bán, chị đang suy nghĩ rồi chị mới nhắn tin. Còn nhiều thứ nữa. Chị đang like rồi chứ chị nhắn được cái nào nhớ gì nhắn đó. Gì ta, đồ bộ ha, chị gái nhiêu ký kiểm tra giùm cho mẹ nhắn luôn cho người ta giao luôn, kiểm tra coi cái gì cần để nhắn luôn một lượt á. 120 màu đỏ 60 kg dừa. Màu đỏ, mã này em xả nha. Mất là cả mất. 70 kg hả? Để em coi còn màu gì. 70 kg em còn mấy bộ. Mã này em đang xả 120, màu đỏ 60 kg chốt. 65 kg màu cam. Màu cam 65, xả 120, 65 dừa màu cam. 70 kg em còn có mấy bộ để coi có size của chị không nha. Rồi màu cam tươi. Màu cam tươi 65 dừa. Xả có 120 rồi mấy chị. Mã này mặc dễ thương lắm. Có 120, 120 nha. 120 màu cam tươi, màu cam đậm. Bảy chục ký màu cam tươi, 70 kg còn màu cam tươi. 120 mã này mặc sướng lắm, nó mát. 70 kg nè, size 5 chị ghé cái chốt thì bình luận cam size 5, nếu mà chốt thì bình luận cam 5 hoặc là cam 4 là size 4 nha. 65 vừa chốt. Kề số đỏ là size đỏ 60 kg. Đỏ ha, đỏ 2 à, 2X. Đỏ giùm em, có mấy bộ rồi chị nào chốt bình luận. 120 là giá sale xả sạch sàn. Rồi màu đỏ đậm. Có màu cam với màu đỏ size 5 là chị có chốt bình luận. 120 nha chị đẹp. Thun nha chị, dễ thun hàng, thun Nhật gì em không biết nhưng mà em thấy nó đẹp quá. 250, mẫu này là 250, tại em còn có 1, 2 bộ, 3, 4 bộ gì em xả cho mấy chị. Mã này giá sỉ là 190, 200 rồi. Xả nha, xả có 120 à. Bao mát. Xịn sò, giá này là giá cao hơn Salen luôn. Hàng này là giá cao hơn Salen nha. Chốt của bình luận cho em. 70 kg. Ai chốt về bình luận đỏ với cam là size 5. Hai bộ số 5 nè. Ok. 120 là giá sale rồi. Mát dữ lắm. Cái chất liệu của nó là cái chất gì á, thun hàng, thun Nhật gì, nói chung là em chỉ biết nó xịn, nó cao hơn Solen thôi. 120 là giá sale nè mấy chị, có dừa thì chốt giùm em hết mấy mã này luôn mấy chị. Em còn có vài bộ nữa hết hàng rồi. 120. Để em coi còn size 5 màu gì nữa nha. Sáu chục ký em có đỏ tươi, đỏ đậm luôn. Đỏ tươi này 60 kg chốt. Mặt thì bao đẹp, bao sang luôn. 60 kg màu đỏ em còn 2 mẫu nè. Xả 120 chị gái nào cũng chốt được hết đó mấy chị. 120 chị nào vừa số ký chốt nha. Có đơn thì chốt kèm nha mấy chị. Có đơn chốt kèm. 120 mà mấy chị cũng chốt ổn quá. Rồi cái mã này à,
Má này hồi nãy em bán mấy chị là tương tác hai bộ 280 nè. 67 kg. 63 67. 63 tới 67 là chốt xe 3. Chị chốt cái nào mà em nói 60 kg thì chị đẹp. Cái nào em nói 60 kg thì chị chốt nha. Tại vì cái áo á, tùy theo cái áo ở trên cổ á, không quan trọng, vừa ký thì chốt giùm em. Có nhiều xưởng, có xưởng thì may 60 kg xe 3 lận, có nhiều xưởng thì may có xe 2 thôi nha chị gái. 60 kg có xưởng thì may xe 3 mới vừa, có xưởng may có xe 2 là vừa, cho nên là em chốt số ký. Bộ nào em thấy chắc vừa em mới chốt. Bộ này em đang bán với chị 280 nha. 280 hai bộ nha, 160 một bộ. 280 hai bộ chốt. 280 hai bộ em còn xe 3 này là mấy màu ta? Màu đỏ với màu hồng với màu cam. Xe 2 là em còn màu cam, còn màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu hồng. Chị nào chốt 280 hai bộ cho hết mẫu luôn. Chốt 280 hai bộ cho hết mẫu luôn giùm em. Em đang mặc xe 3 này 63 67 kg nè. Còn có mấy bộ em sale xả thì nó không đủ màu nha. Sale xả mấy chị, một bộ 160, nếu mà chị nào thích thì bình luận giùm em một bộ 160. Hai bộ là 280. Năm chục ký ai chốt bộ này 120 màu vàng. Màu vàng 120 nha. Chị nào chốt thì bình luận cho em. Màu vàng 120. Hai 50 kg vừa. Hàng sale hàng xả mấy chị, có nào chốt cái đó giùm em tại nó rẻ quá rồi. Cái nào mà còn một hai bộ hoặc hai bộ là mình xả giá rẻ. Cái mẫu nào mà còn sót lại á, lên hết rồi cái nó sót lại là em xả rẻ. Sáu chục ký chốt giùm em mã này 200 màu đỏ. Mã 200 chốt bình luận màu đỏ nha, 60 ký nè. Chị gái nào mà chị thích gì nè, thích thì nhích gì đó, thì không thích thì chích gì đó, chốt bình luận giùm em. Trời ơi gì đâu mà có 200 ngàn 60 ký nè, màu đỏ. Thích thì chích, không thích thì nhích nha. Chốt bình luận. Năm mươi lăm ký chốt màu tím. Màu tím này 190, còn bộ nữa hay sao em xả mấy chị 170. 55 ký nha. Chị nào chốt thì bình luận. Có chị nào vừa 55 ký chốt mã này màu tím, bữa trước em bán 190 giờ còn bộ à. 55 ký chốt giùm em nha, 170 luôn. Có một bộ duy nhất. 55 ký chốt. Có ai 55 ký trong này không mấy chị, mã này đẹp nè. Nó lẻ đồ bộ gì cũng có. Chị lấy hai bộ 280 với một bộ 120, bỏ cam. Bộ cam. Lấy bộ cam không lấy bộ đỏ đúng không? Hai bộ là có 67 ký rồi chị. Nha chị Phương Trung. Hai bộ 280 là 67 ký chị chốt xe 3. 70 ký là ôm lắm luôn nha. Bỏ màu đỏ ra lấy màu cam đúng không? Lấy đỏ hay lấy cam chị gái? Em nói cho mấy chị nghe, lấy bộ đỏ, lấy bộ đỏ. Chị nào chốt á là đừng có trừ hao số ký nha. Bên em thứ nhất là không có trừ hao số ký. Bên em trừ hao rồi, mấy chị trừ hao nữa là rộng ráng chịu. Bỏ cam lấy đỏ đúng không? Sáu bảy ký. Nếu mà trừ hao á là mấy chị ráng chịu nha, về nhà rộng ráng chịu. 63 67 ký chốt xe 3 nè.
Hồi nãy em mặc màu hồng đúng không? Màu hồng. Hồng với cam. Em còn size này có màu hồng với màu cam thôi. Hai bộ là 280. Chị nào mà trừ hao số ký về nhà thế nào cũng bị rộng á, cho nên là mấy chị cứ bao nhiêu ký là mấy chị bình luận bao nhiêu ký cho em. Em đang mặc size 3 này là 67 ký vừa. Đó. 63 tới 67 ký. Shop khác nó chốt size 3 này tới 69 ký lận, nhưng mà em chốt cho mấy chị có 67 ký trừ hao nha. Mấy chị trừ hao nữa là rộng đó. Còn màu cam với màu đỏ, màu cam với màu hồng. Chị chốt về bình luận giùm em nha. Chị bình luận giùm em cam với hồng size 3. Nếu chị cảm thấy thích mẫu này 160 một bộ, chị nào muốn mua một bộ thì bình luận giá 160. Mua hai bộ thì 280 cho hết mẫu. Đó, em 65 kg em đang mặc size 3 nó rộng nè. Em 65 kg em đang mặc size 3 nha mọi người. Chị nào thấy mà mình thích mặc giống vậy thì chốt. Cam với hồng, em nói rồi nha, size này là size 3 đó. Đó. Ai chốt size 2 thì em còn. Size 2 là em còn 3-4 màu lận. Màu em đang mặc. Lấy một bộ giá 160 á, chị gái bình luận giùm em nha, chị Nguyễn Hồng. Bình luận giá 160. Một bộ là giá 160 bình luận. Em 68 là bao đẹp luôn, tại shop khác nó bán 69 ký lận. Cam với hồng ok. Shop khác nó là 69 ký lận. Tại vì số 4 bên em bán là 75 ký, chứ mà người ta bán tới 80 ký lận. Mình phải cho người ta thoải mái chút mới được nha mấy chị. Ok chị nè. Cam em, hồng em còn hết cam, để em coi còn không nha chị gái. Chút hồng thì còn nha chị. Anh Đăng, anh Đặng gì nè, anh Đăng gì nè. Gái nhiêu ký nha. Chị gái nhiêu ký, chị gái yêu ơi, số 177 đuôi. Khác coi coi còn sót ở đâu màu gì khác nữa không, xe 3. Còn xe 3 có màu hồng thôi nha. Xe 2 là 62 ký nè. Chị cho số ký đi chị đẹp. Không có số ký không dám chúc đại đâu nha. Màu cam em hết rồi nha chị Nguyễn Hồng. Em chỉ còn màu hồng 2 bộ. Màu vàng 262 đủ lại chốt. Số 2 nha. Số 2 nhưng mà em 65 ký em mặc này mấy chị thấy không? Chốt 62 đủ lại. Nguyễn Hồng. Chốt màu hồng thì được. Số 2 chị nào 62 ký đủ lại. Em đang mặc. Đó, chị nào chốt màu 67 ký chị lấy màu hồng được không chị đẹp? Màu hồng trước đi. Tại vì em chưa thấy số 3, em không biết còn sót đâu đó không. Em chốt cho chị màu hồng trước nha. Màu vàng này 262 đủ lại chốt nè. Màu vàng, màu hồng, màu xanh. Em chốt cho chị gái một bộ nha. Một bộ bây giờ tại vì em không còn. Thì mấy chị chốt, em chốt cho mấy chị 130 luôn cũng được. Tại vì em không còn đủ cho mấy chị. Ép mấy chị quá không được. Chốt màu hồng. Em bán thì thật tình lắm mấy chị. Tại vì em không có đủ hai bộ. Ơ 140 quên nó bậy. Em chốt cho chị gái anh Đăng này trước nha. Chừng nào em gặp một bộ nữa thì em chốt tiếp nha chị gái. 140 lấy màu hồng trước nha. Nha chị gái. Cam chừng nào em thấy thì em chốt, còn không có chị chốt này vô vui lòng một bộ. À, màu hồng ok, em lấy cho chị là Nguyễn Hồng 140 luôn. Tại vì em chưa có, không có đủ cặp. 140 luôn nha. Chị anh Đan nè. Anh Đan gì á. 140 đánh vô phát để sao nè. 140 luôn. Rồi ai chốt hai bộ màu size 2 nha. Size 2 em đang mặc nè. 67 ký chị Nguyễn Hồng có màu hồng. Anh Đan có màu hồng luôn. Màu vàng nè mọi người. Em đang mặc size 2 là 62 đổ lại nha. Em còn để em đưa màu lên mấy chị. 62 đổ lại chốt.
Em đang mặc là vàng ha. Vàng size 2. Xanh. Ok, chừng nào em thấy nữa size 3 của chị thì em chốt tiếp. Còn không thấy thì vui nhà vui làm một. Hay coi chừng rớt phiếu ha. Cái này khi mà giao là nhớ, khi mà gói là nhớ kiểm lại. Màu xanh. Ai mà 55 tới 62 kg chốt thì size 2 cho em. Màu xanh. Em đang bán 2 bộ, 2 bộ, 2 bộ 280. Màu vàng, màu xanh. Có ai mua cái mẫu này cho tặng gì mấy chị? 160 một bộ. Bán tương tác có 280 2 bộ. Hồng nè. Đẹp lắm này, tơ hoa nha mấy chị. Vàng 2 bộ nè, hồng, xanh, đỏ. Hồng được vài bộ, đỏ được vài bộ. Hồng được 4 bộ. Size 2 nha, hồng được 5 bộ. Size 2 này 62 đổi lại hồng 5 bộ, vàng 2 bộ, đỏ 2 bộ, xanh 1 bộ. Xanh 2 bộ nha, xanh 2 bộ. 4 5 nè. Còn được chục bộ. 3 4 5 5 6 bộ nữa là. Ai 55 tới 62 ký chốt thì em mặc size 2 nha. Rồi chị gái nào chốt thì bình luận cho em. Size 2 còn được như đây, 2 bộ vàng, 5 bộ hồng. 2 bộ đỏ, 2 bộ xanh. Chị nào chốt mẫu này bình luận giùm em 140 nè. Mẫu này 140 màu hoa nhí. 140 cưng lắm, quần chín tấc. 50-55kg nha. 50-55kg hồng. Hồng giùm em. Chị nào mặc mà cái này vô nó trắng, nó trắng tươi rồi mấy chị. Hoa nhí nhí này đẹp. Chị gái nào chốt bình luận. Ai chốt kẹp tóc, cài tóc gì bình luận ha. Dép. Dép cài tóc. Cái bộ này màu xanh. Màu xanh 65 vừa. 140. Đẹp quá à. Ai giao hàng không chị ta? No. No. Ờ. Ừ. Ờ ờ ờ. Ừ. Ờ ờ ờ. À. 65 kg màu xanh. Ba lóc dầu. Bảy chục ký em còn màu cam, màu cam nha chị Kỳ Trần. Bảy chục ký màu cam đi, em chưa thấy màu đỏ. Chốt trước màu cam đi nha chị, chưa thấy màu đỏ, ok chưa? Bảy chục ký em chốt trước chuyện bộ được không? Tại vì cái nào mà còn nữa thì em mới là ấy được. Chốt trước màu cam được không chị gái? Màu cam em chốt trước nè. Chút nữa thấy màu gì nữa em lên nữa. Được thì ok giùm em nha. Tại mẫu này em hết hàng rồi em mới xả nè. Còn gì chốt đó trước. Dép là dép đơn giản thôi nha. Chỉ có ok cam trước. Ok nè. Dép là dép đơn giản, ai mang cũng được. Từ từ. Có dép, có quần lót, áo lót. Bộ này 65kg, 140 màu xanh. 65 nha, màu xanh. Ai chốt thì bình luận. Màu xanh này hoa nhí cưng ghê không? 140 nha. Nếu coi mã thiết kế còn cái gì em lên đó mấy chị chốt được chốt nha. Còn có mấy bộ à, bán hoài cũng còn lại mấy bộ à. Đó. Em còn màu cam size 65kg 2 bộ. Cam tươi với cam đậm. 65 vừa nha.
Đỏ để em coi xem mấy. Đỏ này 60 kg. Đỏ 60 kg chốt nha. Đỏ 60 kg chốt. Cái này hàng em xeo lỗ, xeo là xả không à chị. Cái đầu lai á mấy chị hay được mua giá rẻ đó. Đầu lai mà có tương tác thì có được giá đầu lai tương tác ha. Còn nhiều mà nhiều toàn lỗ không à. Cái nào mà em bán đầu lai á mấy chị, nhiều khi 300-400 ngàn em bán đầu lai có 100 ngàn à. Có chia sẻ tương tác. Bộ này chốt giùm em nha. 220 em bán khuyến mãi 160 là được không? Đó. 60 kg. 220 em bán khuyến mãi bộ này thôi nha, chứ bộ thứ hai không có. Bộ thứ hai giá khác. Đó. 60 kg màu da. Màu da 220 em bán khuyến mãi 160 có chốt chốt. Vậy á vui lòng chưa? Vui lòng chưa? 60 kg chốt. Bán bộ thôi nha, bộ thứ hai tính giá khác. Tay 3 có 70 kg màu da, có một bộ duy nhất. Ok chốt cho chị Kim Quỳnh nè. Nãy chị Kim Quỳnh, chị Kim Quỳnh bình luận gì lúc bị tắt like biết sao không? Chị Kim Quỳnh là cái bộ đó không có tháo ra nên không có biết, nhiều khi nó xui nó lộn, có một bộ lửng hay bộ lửng thôi, em cũng có nói trước nó xui là gặp lửng nha, chứ toàn là đồ lỡ thôi. Kim Quỳnh ok. Bảo Châu màu da hết nha. 70 kg màu da em còn á chị, có một bộ màu da. Quần bị ngắn là quần lỡ, tại nguyên một cây mấy trăm bộ có một hai bộ lửng à chị. Quần nó lên nó lỡ tới đầu gối ha, nó lửng tới đầu gối á. Bảo Châu em hết màu da, chốt màu khác với chị. Chị gái nào chốt bộ thứ hai là 190 giùm em nha. Có một bộ tương tác thôi. Bảo Châu á, chị Bảo Châu ơi, hết màu da rồi nha. Bộ này là chốt giùm em. Số 4. Số 4 nha, chị gái 70 kg. Chị nào 70 kg thì chốt. Năm vớ đúng rồi, ok, năm vớ nữa. 160 hả? À, ok. Rồi thêm bộ nữa đi nha, rồi xong. Trời ơi, con Ngọc mới ngủ rồi nó thức trời, nó thấy em bán như này nó xuống nó đập. Nó đập em, nó tán em bụp bụp luôn. Ok nè. Bộ đỏ Phan để từ từ nha. Nó ngủ rồi nó thức em cũng không biết nữa. Phương Trung, ok, màu da số 4 70 kg. Màu đỏ hả? Mày cho tao bán không? Mày bình luận giùm cái coi. 220 đang bán 160 mày cho không? Thêm mấy khách nữa. Ok chị. À, năm đôi vớ cho Kim Quỳnh nè Phát. Vớ bao tay với khẩu trang luôn không mọi người? Em làm đẹp cho mấy chị từ đầu đến chân luôn, bao hàng luôn, có vớ có dép luôn. À, đỏ 160 nè Phan nha, để từ từ em hỏi coi nó cho không. Số 3. Cái này là đang xả hàng nha, đang xả hàng 190 nè, em quất luôn cho ngượng bộ nha. Người nào bộ thứ hai thì tính giá khác. Màu đỏ cho chị Tiền Phạm nè. Ôi trời ơi, ai mua một bộ tím. Tím này số 4 nha. Nếu mà chị nào mua bộ 160 rồi chốt giùm em bộ nữa là 190 đi, chứ 160 nữa bị chửi nha. Bán cho hết mẫu 190. À, số 2 Nguyễn Yến ok. Số 2 chị màu gì chị Nguyễn Yến? Một bộ 190, bộ 160 chốt. Số 2 chị lấy màu gì? Màu xanh nha. Màu xanh được không? Một bộ là 160, bộ thứ hai giá cao hơn. Chốt nha mấy chị, đừng có chốt hai bộ là em chết. Giá sỉ là không có giá này. Quần nè nha mọi người. Tại vì cái mã này 220 lận. Màu xanh với màu cam được thì chốt. Ống này là ống suông, ống rộng em có mẫu 220. Ống suông
ống suông chốt nha. Chị Nguyễn Yến cho em cái màu đi, xanh với cam. Xanh với cam chốt bình luận nha. Có quần ống rộng, có đồ bộ ống rộng 220. Size 2 chị gái nào chốt nè. Em chỉ bán một bộ 160 thôi nha, bộ thứ hai chốt giùm em cái giá em bán. Rồi chốt bình luận giùm em xanh với cam. Xanh với cam còn size 2. Rồi màu cam còn size 3. Màu cam còn size 3 hai bộ. Size 3 65 vừa nha. Hết mẫu luôn. À có con gái này nó chốt xong nó chối quanh chối co. Còn nha, nha mọi người. Gái này nó chốt rồi nó chối quanh chối co. Chị gái nào chốt đem coi cái gì trong này em bán luôn cho mấy chị. Màu đen nha. Bán xả xui nha mọi người. Bán xả xui màu đen. Size 3. 190 màu đen size 3, chị nào chốt bình luận. 190 size 3 màu đen. Đẹp quá. Cho miếng nước uống thôi ta. Sáu mươi lăm đủ lại chốt xe ba. Cái quần suông, cái này suông mà nó suông hơi loe ra đẹp lắm mấy chị. Có ống rộng nữa. Mã này 240. Mã này màu vàng. Nãy Nguyễn Yến chốt cái gì số 2 mà không có bình luận cái màu ha. Màu vàng size 3. Màu vàng size 3. Chị nào chốt một bộ thì được 160, bộ thứ 290 giùm em là hết hàng. Size 3 màu đen với màu vàng. Size 4 màu tím. Size 4 màu tím. 220 đang bán 190 nha. Đẹp quá. Ai số 4 này chốt bình luận nha. Có một bộ màu tím số 4. Màu đen, cái quần đen đâu ta. Có ai thấy em không mấy chị? Có thấy em không mấy chị gái đẹp? Đen ok. Ok chị Phạm nha, size 3. Thấy em không mấy chị gái đẹp? Không thấy là em tắt like nghỉ trưa chút xíu. Cái này em bán cho mấy chị 60kg nè. Đen 220 nữa đúng không? Để em lên. Để em coi đã. Ống rộng là để lấy cái ống rộng 150 luôn nha. Chốt bình luận màu hồng size 3 60kg nha. Size 3 này nó 60kg thôi. Màu hồng. Mã này là sao? Mã này lấy size 4 là 65, 67kg. Mã ống rộng này là chị chốt size 4 ha. Tại ống rộng này cái size nó khác, size nhít một chút. Hồng 150, Nguyễn Yến ok. Màu đen size 65kg chốt size 4 đi. Mã này là 220. Hồng cho chị gái nè, Nguyễn Yến nè. Hồng này 60kg thôi nha, 150. Em còn tím á, còn tím 55kg.
Còn tím 55kg chốt nha. Đỏ có số 1 hả? Em có số ký, chị cứ lấy số ký giùm em, đừng có lấy số 1. Số 1 em có là 2-3 mẫu thôi. Hồng hết nha chị Hà. Từ từ em còn tím 55kg. Em có size số 1 nhưng mà tùy mẫu. Mẫu 240 với mẫu 235 em có size 1 nha chị. Chị Tuyết Lê. Tại vì số 1 em bán chậm lắm, em có ít thôi, có ít mẫu. Rồi chị gái chốt bình luận giùm em. Đen nè chị đẹp. 220 nè chị gái ơi. Size 65kg đang mặc trên người nha. 65 này là chốt giùm em số 4 lận. Cái này nó nhảy size 65 67 vừa. Bộ tím ok nè. Bộ tím 190 nha chị đẹp, số 4. Quần ống rộng, bao bao đẹp, bao thước tha luôn. Chị Tiền Phạm có chốt bình luận. 48kg em lấy size mã 240 cho, em có số 1. 45 tới 48 53kg đổ lại thì em chốt số 1 mã 240. Mã 240 với mã 235. Chị Tiền Phạm 65kg chị chốt size giùm em. Size này là size 4 nha. Cái mẫu này mã này nó nhảy size. Chốt màu đen thì bình luận. 220 mã này đẹp lắm, em có size 75kg đổ lại. Ai chốt mà 70kg chốt giùm em số 5. Số 4 em đang mặc là số 67kg vừa nha, 65 67. Chị Tiền có chốt thì bình luận giùm em. Ok giùm em cái chị gái. Đen đen tím nha. Tiền Phạm có chốt thì bình luận. Đen tím nè. Đen tím chị Tiền Phạm ơi đâu rồi? Ok nè. Ok nha. 220 bao đẹp, em có đủ màu luôn. Mã này là bao đẹp, cái quần nó đẹp dữ lắm. Màu tím cho chị gái 190 nha, bình luận giùm em ơi chị Phương Trung. Cái này em bán lỗ nhiều quá không có được, em chỉ bán tương tác một bộ cho vui thôi. Nha chị. Có 190 á chị lấy thì bình luận, em bán nhiều quá thì em bị lỗ nhiều. Số 5 đen tím là Phi Trần. Lấy đi Pháp, lấy số 5 đem vô đây. Đưa đây. Em mặc nè nha. Số 5 là 75 đổ lại. Em đang mặc size số 5. Thêm bộ 160 màu xanh. Cái gì chị được một bộ 160 thôi nha. Ok. Tại vì cái mã này em bán cho nó vui thôi. Chị nào mà được một bộ rồi là bộ thứ hai là 190 nha. Ok chị Nguyễn Yến nè. Em còn màu cam size 2 nữa đó chị. Khi trần màu đen tím mà sao? Số 5 đen vàng được thì chốt. Màu nâu lấy xe nhỏ hơn cái nữa coi bác. Màu nâu lấy xe 4. Màu nâu xe 4 để em coi còn thì em mới ok nha. Đen vàng được thì bình luận giùm em nha Khi Trần. 220 mẫu đen vàng. Đen tím là chưa có ha. Đen tím em không thấy màu đen màu xe 5 đâu. Màu nâu em đang mặc là xe 5. Rồi em chốt cho mấy chị đen vàng. Đen vàng này là size 5, chị gái nào 75 đổ lại. Nâu ok chị Tiên Phạm nè. 65kg, mấy chị cứ bình luận cho em số ký đi, tại cái mẫu này là nhảy size. Ok chị đen cho chị nè. Chị Trần ha. Đen này là đen vàng. Cái quần nó bao đẹp. Cái quần này nó đẹp giả mang luôn á mấy chị. Có 220 bộ mà cái quần nó xuất sắc lắm mấy chị. Quần nó ống rộng tè le luôn á, đẹp lắm. Đen vàng 65kg để em coi. Cho cái đen vàng 65 nữa. Để em coi nha. Nhiều khi cái size 65 nó không có đen vàng mà nó có đen tím. Khi Trần có đen vàng nè. Nâu này em đang mặc là size 5 nha. 75 đủ lại chốt. Đẹp lắm mấy chị, em nói thiệt. Em bán hàng vậy chứ em nói giỡn hoài á mấy chị. Cái nào đẹp thì em nói đẹp. Cái nào đẹp là em nói đẹp. Mà không đẹp là em nói không đẹp nha. Đó, đẹp xuất sắc. Này là nói thiệt. Đẹp quá trời đẹp. Không có đen nha chị. Không có đen vàng cho chị đâu. Chốt màu nâu giùm em xe 5. Cái nào em nói giỡn là em nói giỡn. Cái nào nói thiệt là nói thiệt. Quá trời vừa thiệt thiệt giỡn cho mấy chị. Cho nó vui ha. 220 màu nâu, không có đen vàng cho chị Tiền Phạm đâu. Chị gái gì hồi nãy đâu mất tiêu rồi ta.
à, màu tím cây 4 nè, 190 nha chị đẹp. Khi nào chốt bình luận cho em để em lên mẫu nữa. Một bộ nâu 75kg nè, kha kim nè, à, 5 quần lót 301 nhiêu ký nha, 75kg đúng không, kha kim ok, 5 quần lót. Em có quần lót giá 301 là có 80kg nữa đó. Màu nâu, màu nâu đâu rồi ta. Ok, chị kha kim. Chị nào chốt 80kg đổ lại em cũng có mẫu luôn. Có màu riêu hả? Từ từ em phải lên. Từ từ nha chị đẹp. Có màu riêu hay sao? Để em coi. Có màu riêu nha, chị gái nhiêu ký. Có màu riêu cho em số ký. Chốt quần giùm em là 301 nè, 75kg chốt em. Ai 60kg thì em lấy cái mã 60kg đó. Ai chốt thì bình luận 5 cái nè. Quần bao đẹp nha mấy chị, bao xịn sò luôn. Chị Tha Kim 75kg em chốt cái mã này. Chị nào 80kg đổ lại là lên lên cái mã 80kg mà là mã đại. Quần đẹp lắm mấy chị. Ai chốt một chục cho em khỏi mất công tắt. Tắt đó là 5 quần tới 160 lần đó mấy chị. Nhưng mà mấy chị có đơn cho nên là em không có tính giá cao hơn á, chứ tắt nó khó. Cho em số ký nha. Bộ tím. Ok. Ok chị nha. Rồi 60kg nè. 60kg màu riêu lợt, có màu riêu đậm nữa. Chị gái ơi, chị hỏi em cái gì màu riêu rồi chị đâu mất tiêu. Màu riêu cho em số ký giùm em. Giá có 220 à. Cái quần này mấy chị. Em nói thiệt đẹp gì đâu luôn á. 220 nha. Ôi da, cái gì vậy ta? Rồi ai chốt 60kg giùm em. 60kg này size 3. Tại vì cái này nhảy size, thường thường em mặc có size 2 thôi à. Mã này em mặc tới size 3. 66kg màu riêu bình luận giùm em. 220 màu riêu. Lấy đi Phát, lấy size 4 đi. Từ từ. Lấy size 4 màu riêu mã 220. Cái này tới size 5 lận. Size 5 ai chốt màu riêu bình luận. Từ từ nha chị đẹp. Màu riêu, màu nho, màu hồng. 66kg gì chưa? Hết riêu hay sao? Đâu coi kỹ lại. Xanh lá đem ra đây. Xanh lá là này hả? Riêu lợt. Từ từ. Riêu lợt, riêu đậm. Cái này tôi kêu riêu lợt. Mấy ông thì kêu xanh lá. Ok chị, riêu lợt được không? Chị Bích Thủy, bình luận giùm em riêu lợt. Riêu lợt nha, 66kg chị chốt riêu lợt số 4 giùm em. 220, ok thì bình luận. Đây em đang mặc riêu lợt nè. 220 em đang mặc xe nhỏ, 60kg. Bích Thủy có chốt thì bình luận nha. Rồi, không chốt là em qua. Riêu đậm là đang có số 5. Coi xem một ở trong này nó còn màu gì. Riêu đậm em không có. Mẫu này 235 nè chị gái. Nếu mà chốt số 1 thì em lên 235. Em có xe 1 tới xe 4. Nếu mà chốt xe 1 xe 1 thì chốt màu cam, màu đen, màu vàng, màu tím, màu đỏ, màu nho.
235 nha, xe 1 em còn, em đang cầm trên tay nè. Màu nho, màu tím, màu đỏ đậm, màu đỏ tươi, màu vàng, màu đen vàng, màu cam. Xe 1, 235. Có xe 4 nữa nha, 75 vừa. Xe 1 tới xe 4, chị nào 45-47kg trở lên tới 75 vừa. Mã 235. Mã này nữa, mã 1. Mã 1 giùm em. Xe 1 chốt bình luận. Mã 1 giùm em 235 luôn. Xanh bích, xanh đậu. Nói chung mã 1 này có nhiều màu. Có màu xanh lá, có màu xanh coban, có màu đỏ, màu xanh ngọc. 235. Màu vỏ đậu nha. Màu vỏ đậu màu xanh bích. Chốt màu gì thì bình luận tại cái mẫu này nó nhiều màu lắm. Mã 1. Màu xanh cô, màu xanh dương, màu đỏ, màu xanh ngọc, màu xanh bích, màu xanh đậu. Chốt màu gì thì bình luận giùm em mã 1. Có size 75 đổ lại chốt nha, đủ màu á. Rồi mã 240. Mã 240 cho em màu luôn. Có size 1 mã này nha. Hai trăm tư. Chốt thì bình luận cho em. Có chị gái nào chốt bình luận ha, để em tắt like ăn cơm chút vô lại. Mã áo 380 cái nè, chị nào mà 50-55kg là em có nha. Áo em đang cầm là 60kg đổ lại. Đen tím, đen đỏ, đen vàng. Đen tím, đen đỏ, đen vàng. Chị nào chốt 380 mẫu này bình luận áo lẻ. Mã này đẹp lắm. Áo lẻ 380 nha mấy chị. Áo hàng ăn đông. Năm mươi tới 55kg là em có nhiều á. Em đang mặc size 2 này là 60kg đổ lại. Chị nào chốt 55kg chốt size 1. 50-55kg chốt size 1. Ủa chị bốn mấy ký chị chốt mẫu này dễ thương mà, 140. Màu hồng. Chừng 47-48 tới 55 đổ lại nè. Chín tấc. Mẫu này em mà mặc đẹp, em mà mặc được là em mặc vô liền cho mấy chị coi. Nó dễ thương lắm. 140 màu hồng, size nhỏ nha. Còn mấy bộ đâu ta? Màu đỏ. Đó, chị nào 50kg thì chốt. Tết mấy chị mặc màu đỏ nó tươi tươi sáng sáng lên. Dễ thương quá.
tầm 55 đổ lại chốt em. Đẹp quá trời đẹp. Rồi em chào mấy gái nha. Chút xíu rồi em vô like lại nha mấy chị.